Cô chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về tam giác bằng nhau các con nhé, để ôn lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Giờ con cho cô biết là chúng ta đã được học những trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác rồi. Cô mời Yến Anh nào. Em với cô là đã được học trường hợp bằng nhau của tam giác trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác là cạnh góc cạnh. Trường hợp bằng nhau thứ hai là trường hợp bằng nhau thứ nhất là cạnh cạnh cạnh, còn trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh ạ. À rồi, thế bây giờ cô hỏi bạn Khánh Linh ơi, con đồng ý với bạn không? Con đồng ý ạ. À rồi Khánh Linh, con nêu cho cô là trường hợp bằng nhau thứ nhất nào. Trường hợp bằng nhau thứ nhất là gì Linh à? À, như vậy là chưa được. Thế Long con bật cam lên. Con nêu trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác cho cô. Cô mời Bảo Ngọc nào. Em nói cô, trường hợp bằng nhau thứ nhất là cạnh 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 ạ. Ừ, con phát biểu luôn. Em nói cô là nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau ạ. Cô An Lộc ơi, con nhận xét giúp cô xem là bạn phát biểu như vậy con đồng ý không? Nói cô là con đồng ý. À rồi, rồi tốt. Trường hợp bằng nhau thứ hai, Khánh Linh và Khánh Huyền phải cần phải học bài cũ nhá. Trường hợp bằng nhau thứ hai, cô mời bạn Thùy Dương nào. Trường Con phát biểu trường hợp bằng nhau thứ hai nào. hợp cạnh góc cạnh nha. Ừ, con nêu cho cô. Con nêu đi. Hay là chưa thuộc? Chưa thuộc. Thế thì hơi hư nhá. Trường hợp bằng nhau thứ hai là phải cố gắng học bài cũ mà. Trường hợp bằng nhau thứ hai An Lộc nào. Nó có trường hợp bằng nhau thứ hai là cạnh góc cạnh. Ừ, con phát biểu đi. Nó có là nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Ừ rồi, cô hỏi xem thử là bạn phát biểu như vậy đúng chưa? Cô mời Bảo Ngọc. Thế rồi cô là theo em bạn đúng rồi ạ. À rồi, tốt rồi, cô cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang vận dụng hai trường hợp bằng nhau này để chúng ta làm bài tập các con nhá. Bài tập đầu tiên đấy là cho các hình vẽ ở đây, các con nêu thêm một điều kiện để mỗi hình dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 hoặc là cạnh góc cạnh nhá. Trường hợp cạnh 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 hoặc cạnh góc cạnh, mà nếu mà được cả hai trường hợp bằng nhau thì càng tốt. Nào, chúng ta sẽ có vài phút để chuẩn bị nào. Ở hình thứ nhất thì theo con, hai tam giác đã có những yếu tố nào bằng nhau? Ở hình 1, cô mời bạn Triệu Nhiên, con bật cam lên đi Triệu Nhiên ơi. Khánh Huyền ơi, ở hình 1 hai tam giác đã có những yếu tố nào bằng nhau con? Không, thưa cô là góc BAC bằng góc DAC. Đâu có con, đâu có ký hiệu bằng nhau đâu. Đâu có ký hiệu giống nhau đâu nào. Phải là hai góc bằng nhau là phải có ký hiệu giống nhau chứ. Không phải nhá. Rồi. Cô mời Khánh Linh nào. Con nhìn thấy ở hình 1, 2 tam giác có yếu tố nào bằng nhau rồi con? Linh ơi. Cô là ở cạnh BC bằng cạnh DC. Đúng rồi. Có gì nữa con? AC là cạnh chung ạ. À đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. Vậy bây giờ con sẽ bổ sung thêm một yếu tố để hai tam giác bằng nhau nào. Theo trường hợp cạnh 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 thì ta cần bổ sung thêm yếu tố nào con? Nào, bạn nhắc cho cô nào, để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh.
Thì ta cần bổ sung thêm gì con? À như vậy bạn chưa biết. Rồi cô sẽ gọi nhé. Mời bạn Bảo Ngọc nào. Em thưa cô là cần thêm yếu tố cạnh AB bằng cạnh AD. À AB bằng với AD. Thì ba cạnh của tam giác này sẽ bằng ba cạnh của tam giác kia. Nhá con nhá. Cố gắng lên. Vậy bạn Vâng. Triệu Nhiên ơi. Triệu Nhiên ơi, vậy tam giác nào bằng tam giác nào? Triệu Nhiên nhỉ? Cái này là bổ sung thêm này. Thì tam giác nào bằng tam giác nào Nhiên nhỉ? Dạ, còn ông cô là tam giác ABC Tam giác ABC bằng tam giác nào con? ACD. Bằng tam giác ACD là đọc các đỉnh tương ứng không cùng thứ tự rồi. Phải đọc các đỉnh tương ứng có cùng thứ tự mà. Thùy Dương ơi, tam giác ABC bằng tam giác nào con? Con thưa cô bằng với tam giác ABC. À, bằng tam giác ADC kiểm tra châu An Lộc ơi. Bạn viết như này các đỉnh tương ứng cùng thứ tự cho con. Nó cô la rồi. À, trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh. Trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh nhá. Nào, hình 1. Xét. Tam giác ABC và tam giác ADC. Bạn Thế Long ơi, con nhắc cho cô xem có những yếu tố nào bằng nhau rồi Long nào. Long ơi. Có những yếu tố nào bằng nhau con đọc cho cô nào. Hình một. Ừ. Hello cô là tam Thôi đừng nói tam của giác nữa, có gì luôn đi. cạnh BC bằng CD. Bằng với CD đúng rồi. Gì nữa con? Có gì nữa con? Có gì nữa không biết rồi. Bảo Nhật có gì nữa con nhỉ? Là cô đã có nhà sẽ là canh chúng Ừ, có ở bên trên rồi, có bà các bạn nói cho rồi, cái này là giả thiết này. Trên này tạo bổ sung là giả thiết này. Có AC là cạnh chung. Bây giờ để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì chúng ta cần bổ sung thêm gì? Ta cần bổ sung thêm gì? Cô mời An Lộc nào. nó có ta cần bổ sung thêm là DAC bằng DAC. BAC bằng DAC. An Lộc tắt mic cho cô. Góc BAC bằng góc BAC bằng góc DAC. Bảo Nhật đây, con đồng ý với cách bổ sung của An Lộc không? Con cô là có ạ. Có rồi, cô cảm ơn con. À, bạn Thùy Dương, con đồng ý với cách bổ sung của An Lộc không? Con thưa cô là con có. Rồi Bảo Ngọc ơi, con đồng ý không? Em thưa cô là có. Có, cô không đồng ý. Các con học không kỹ. Các con học không kỹ. Bảo Nhật nhắc trường hợp bằng nhau thứ hai cho cô. Bảo Nhật nhắc lại trường hợp bằng nhau thứ hai cho cô nào. Ủa sao thế, sao cô bảo nhắc lại thì là không nhớ rồi. Nào Bảo Ngọc nhắc lại trường hợp bằng nhau thứ hai cho cô nào. Em cô trường hợp bằng nhau thứ hai là cạnh góc cạnh, có nghĩa là hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau ạ. Vậy thì An Lộc sai ở đâu con biết không? Em cô là theo em là góc BCA thì bằng góc DCA. À, nhưng mà An Lộc nói như thế là sai ở chỗ nào? Sai góc A. À, góc A là góc như thế nào? Có xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau không? Không ạ. À, không đấy, như vậy An Lộc sai đấy.
bạn Nhật cũng không biết, mà trong khi đó buổi trước bạn Nhật đã học rất là tốt phần này rồi. Như vậy Nhật phải cố gắng lên này. Rồi bây giờ cô hỏi bạn Phan Thư đã vào đây rồi. Khánh Huyền ơi, góc BAC là góc có đỉnh gì Khánh Huyền nhỉ? Khánh Huyền ơi, góc BAC là góc có đỉnh gì con? Góc BAC là góc có đỉnh đỉnh A. À, đỉnh A đúng rồi, đỉnh viết là giữa. Thế là đỉnh A, như vậy ta thấy rằng là nếu mà góc có đỉnh A ta bổ sung vào thì rõ ràng nó không xen giữa hai cạnh BC và AC. Này, vậy Khánh Huyền nhắc lại cho cô, vậy ta phải bổ sung góc nào bằng góc nào? Ăn lộc là sai rồi nhá. Vậy ta bổ sung góc nào bằng góc nào Khánh Huyền nhỉ? Không cho cô góc B. B gì? BCA À, BCA bằng góc nào con? bằng góc DCA. À, DCA đúng rồi, ta phải bổ sung góc có đỉnh là C, bởi vì là hai cặp cạnh bằng nhau thì tạo ra hai góc xen giữa, phải là phải có hai góc xen giữa bằng nhau thì lúc đó hai tam giác mới bằng nhau được. Rồi ta có cái này là bổ sung thêm, thì lúc này ta có tam giác ABC viết lại giống như là trường hợp trên là bằng tam giác ADC. Trường hợp trên này là trường hợp cạnh cạnh cạnh. Còn trường hợp phía dưới này là trường hợp cạnh góc cạnh. Đấy. Đây, cô xích lên nó cân đối một tí xíu cho các con nhìn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét sang cặp tam giác thứ hai nhé. Cặp tam giác thứ hai là cặp tam giác nào đây? Cô mời bạn Thùy Dương, hình 2. Xét Con tam thưa giác nào cô, con? xét tam giác IEF IEF và tam giác và tam giác IHG. IHG. Rồi rồi, có các yếu tố nào bằng nhau nhé? IHG có, ở trên Con hình thưa vẽ có yếu cô, tố nào bằng nhau con nói đi. có EF bằng HG ạ. EF bằng HG á? Đâu có nhờ, con có nhầm không, làm gì có, hai đoạn thẳng EF và HG đâu có ký hiệu giống nhau. E bằng À, có với I G. IE bằng với IG. Rồi, có gì nữa? Có Có yếu tố nào bằng nhau nữa? Con nhìn trên hình xem. Đấy, như vậy là chưa nhìn được nhỉ? Có yếu tố nào bằng nhau nữa đây? Cô mời bạn Phan Thư nào. Văn thư chưa được hả? Nào, có yếu tố nào bằng nhau nữa? Học hành chán thế, học hình lúc nào cũng khó khăn. Mời bạn Triệu Nhiên, con thấy có yếu tố nào bằng nhau nữa không? Bạn Hoàng Trúc, con nhắn vào hộp chat đi. Rồi, thôi được rồi. Có được cô. Con thấy có góc nào bằng góc nào? Cô gợi ý đến thế mà không trả lời được nữa là thôi nè. Con nhìn trên hình vẽ xem thử góc nào bằng góc nào. Bạn Thế Long ơi, trên hình vẽ góc nào bằng góc nào? Thế Long ơi, con Dạ. nhìn thấy trên hình vẽ góc nào bằng góc nào? Em đưa cô là góc EIF bằng góc HIG. Ờ, bằng góc nào? Bằng góc nào?
EIF bằng HIG. EIF E. Bảo Ngọc ơi, con đồng ý với bạn không? Em nói cô là có. Rồi, đúng rồi. Vậy thì để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh ta cần bổ sung thêm yếu tố nào? Cô mời bạn Khánh Linh. Trường hợp cạnh góc cạnh nhá. Cô là IH bằng IF. IH bằng IF. Ta nên đọc IF bằng IH con ạ. Bởi vì ta đang viết tam giác IEF trước này. IF bằng IH. Rồi, đây là bổ sung thêm. Cô mời Yến Anh ơi, con đồng ý không? Cô là em có ạ. À rồi, bây giờ ta suy ra tam giác nào bằng tam giác nào bạn Bảo Nhật? Làm cô ta suy ra tam giác IEF bằng tam giác I IHG. E F bằng tam giác IHG. An Lộc ơi, con nhận xét bạn viết như vậy con đồng ý không? Bằng tam giác IHG. Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Được, cô là bạn biết đúng rồi. À, IEF bằng IHG con đồng ý rồi. Cô mời một bạn xem đầu con đồng ý không? Cô mời bạn Khánh Huyền. Tam giác IEF bằng IHG con đồng ý không? Có. Có. Rồi, thế thì nếu bạn viết như thế thì cạnh IE sẽ tương ứng với cạnh nào đây Khánh Huyền? Nếu viết như An Lộc vừa viết đây với Bảo Nhật vừa mới nhận mà Bảo Nhật và An Lộc đây thì cạnh IE sẽ tương ứng với cạnh nào Huyền ơi? Nghe tương ứng với đi hát ạ. IE tương ứng với IH đấy, con nhìn trên hình vẽ IE có bằng IH không? Không ạ. Vậy thì bạn viết đúng hay là sai rồi? Sai. Sai đấy, con đọc lại nào. Tam giác IEF phải bằng tam giác nào? Tam giác IEF bằng tam giác IGH. Bằng tam giác IGH. Rồi, Bảo Ngọc ơi con đồng ý với bạn Huyền vừa đọc không? Em là cô là có. Cô chê Nhật nhá. Chê Nhật, chê Lộc nhá. Trả lời là khi cô bảo nhận xét là các con phải có trách nhiệm quan sát cho kỹ vào. An Lộc ơi, đã hiểu chưa? Nhớ nhá, nhớ nhá, lần sau không vội vàng như thế nhá. Rồi, bởi vì trên hình vẽ này là chỉ có một yếu tố về cạnh bằng nhau thôi ở hình hai ấy, mà người ta bảo là chỉ được bổ sung một điều kiện. Cho nên chúng ta ở hình 2 chúng ta không thể bổ sung để thành trường hợp bằng nhau cho trường hợp cạnh 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 được. Tức là nếu mà muốn cạnh 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 thì phải có ba cạnh, tức là chúng ta phải bổ sung thêm hai cặp cạnh, nhưng mà người ta bảo là thêm một điều kiện. Đấy, cho nên là không được. Với đối với cặp tam giác thứ ba cũng như vậy. Cặp tam giác thứ ba chúng ta cũng không thể bổ sung cho trường hợp cạnh 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 được, mà ta chỉ bổ sung theo trường hợp cạnh góc cạnh được thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác hình ba. Bạn Thư ơi, xét tam giác MNP và tam giác NQM. Khi viết cô không cần phải đỉnh nào tương ứng với đỉnh nào vì cô chưa biết tam giác nào bằng tam giác nào. Còn khi kết luận hai tam giác bằng nhau thì chúng ta mới cần phải xem các đỉnh có tương ứng có cùng thứ tự hay không nhé. Thư ơi, hai tam giác này có gì con? Con nhìn thấy có gì rồi? Trên hình vẽ nhìn trên ký hiệu đi con. Bạn Phan Thư đâu rồi? Mic của con vì làm sao à? Em thưa cô là hai hình tam giác có chung một cạnh là cạnh À, MN. giỏi lắm, chính xác rồi, có MN là cạnh chung. Đúng rồi, có yếu tố nào bằng nhau nữa? Đây là yếu tố bằng nhau mà nó không tường minh ra, nhưng chúng ta phải nhìn thấy được. Rồi, có yếu tố nào nữa con? Thư chưa nhìn thấy đúng không? Nếu cô là có À. chung một góc M và N. Con đọc, con đọc.
con đọc đi, bờ đê có nhiều đỉnh, có nhiều góc, có đỉnh mờ, cho nên chúng ta cần phải đọc đầy đủ góc đó nhé. Em thưa cô là tam giác MNP có chung góc M với tam giác Sai rồi, sai 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 sai, không chung, không hề chung một chút nào nhá, con bị sai rồi, không chung đâu, không chung góc đâu nhá. Góc nào bằng góc nào ở đây? Cô mời bạn à, Hoàng Trúc thì không biết không nói được rồi, mời Thùy Dương nào, chỉ còn mấy bạn đây thôi. Dạ. Góc nào bằng góc nào con? Góc Ừ. M bằng góc N. Không, cô đã nói là có nhiều góc có đỉnh M, nhiều góc có đỉnh N nên con phải đọc đầy đủ, không thể mà đọc mỗi đỉnh như thế được. Góc MP. Góc MP, làm sao lại có Anh góc đúng. MP? Không phải rồi. Vất vả quá nhỉ, học hình đúng là vất vả thật. Thế Long nào, góc nào bằng góc nào Thế Long? Dạ. Góc nào bằng góc nào? Em đưa cô là Con nhìn lên ký hiệu hình đi. Cũng không được, buồn thế đấy, học hình nó buồn buồn kiểu gì luôn ý. ui. Nào. Nào, thế cô mời bạn Ngọc nào. Em đưa cô là theo em là góc NMB bằng góc QNM. Con đọc bị ngược rồi. Con phải đọc góc của tam giác MNP trước, cho nên là phải đọc góc M gì? MNQ ạ. MN không phải MNP, con đọc đọc sai rồi. MNP, góc MNP bằng góc nào? Có MNB bằng. Rồi được rồi, con dừng lại. Con dừng lại, cô sẽ gọi bạn khác nhé. Góc MNP bằng góc nào đây? Cô mời bạn Khánh Linh. Cô là gốc MNP bằng gốc NMQ. Bằng góc NMQ. Bảo Ngọc ơi, con nhận xét cho cô xem bạn đọc đúng chưa? Cô nhắc lại góc bạn đọc được không ạ? À. Đây, cô viết trên màn hình rồi, con không thấy à? Em yêu cô là Cô xem màn hình rồi, con có nhìn thấy màn hình không? có ạ. Ừ, thế con kiểm tra xem bạn viết đúng chưa. Góc NMP bằng góc góc MNP bằng góc NMQ đúng không? Kiểu nhiên con học ngay ngắn vào. Đúng ạ. À đúng, theo giả thiết, bởi vì ký hiệu hai góc đấy bằng nhau đây này. MNP đây bằng NMQ. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta cần bổ sung thêm một điều kiện, đó là điều kiện gì đây? Cần bổ sung thêm điều kiện nào đây? Mời bạn An Lộc. Được cô là FM bằng quý N, nhập PM bằng quý N. Cái gì? PM bằng QN hả? Bạn ấy bảo bổ sung PM bằng QN. Cô mời bạn Yến Anh, con đồng ý với An Lộc không? Nói cô là em bổ sung là PN bằng QM ạ. À, nhưng mà cô hỏi bạn, nếu bạn An Lộc bổ sung như thế này là đúng hay là sai? Bạn sai ạ. À sai, bởi vì là nếu bổ sung như thế này thì hai góc bằng nhau, không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. An Lộc ơi, con hiểu chưa? Rồi. Vậy An Lộc đọc lại cho cô, ta cần bổ sung cạnh nào bằng cạnh nào? Thôi cô ta cần bổ sung cạnh FN bằng quý mơ. Sao lại FN, làm gì có F ở đây? Tại vì ví dụ con tự nhiên con nói như thế màn hình À, PN. không Cạnh PN. Bảo Nhật ơi, Bảo Nhật đi đâu rồi không biết. Bảo Nhật, ta cần bổ sung cạnh nào bằng cạnh nào? em như cô ta cần bổ sung cạnh mơ mơ quý bằng nơ bế nơ bế
Bước cuối À, thôi. đọc ngược rồi, đọc ngược rồi. Cạnh NP bằng cạnh MQ, cô nói rồi. Đọc sai rồi, tam giác MNP là viết trước mà. Rồi, rồi bây giờ ta có tam giác nào bằng tam giác nào? Đây là bổ sung thêm. Bạn Thư ơi. Dạ. Nào vậy, nếu bổ sung như vậy ta có tam giác nào bằng tam giác nào con? Con đọc cho đúng đỉnh cô xem. Em đưa cô góc Không, góc ở tam đâu? giác, Cô hỏi một đường. đưa cô tam giác MPN bằng tam giác NQM. Nào, MPN bằng tam giác gì con? NQM. À, bằng tam giác NQM. Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ nhận xét cho cô xem bạn Thư đọc như vậy đã đúng chưa? Cô mời bạn Lê Thùy Dương. M, P, N bằng N, Q, M đã đúng chưa con? Rồi ạ. À rồi, rồi, rồi. Rồi, cô cảm ơn con. À Lộc ơi, con thoát ra đi, máy tính của con gặp vấn đề rồi. Nhiên ơi, con bật cam lên, cô không thấy bạn Nhiên bật cam này. Tự nhiên con xét cho cô cặp tam giác đầu tiên mà con nghĩ là nó bằng nhau nào, xem thử con nêu được những yếu tố nào nào. Còn được cô là tam giác ACI với cả tam giác BCI. Tốt. Rồi, có gì con? Tam giác với thêm Không phải thêm. Có những yếu tố nào bằng nhau nào? Ở trên hình vẽ có luôn rồi đấy. AD AD Có cạnh nào bằng cạnh nào? có cạnh à có cạnh y Y gì? AC bằng với IC B. Con đang nêu cạnh hay nêu góc đấy? Con đang nêu cạnh hay nêu Cô góc? Rất nhiều. AI với cả BI ạ. À, cạnh AI bằng cạnh BI hay là IA bằng IB rồi. Có gì nữa con nào? Y là trung điểm của AB hay là giả thiết gì cũng được. Rồi có gì nữa? Có rất nhiều bạn gửi bài đây rồi này. Rồi Ngọc ơi con đi đi. Con ra ngoài đi. Như vậy là bạn Triệu Nhiên chỉ mới chỉ nêu được từng đấy thôi. Nào cô mời tiếp bạn tiếp theo nào. Cô mời Thư nào. Em đưa cô có Có gì nữa nào? đưa cô là có y c y là cạnh chung ạ. Ờ đúng rồi, có IC là cạnh chung rồi. Có gì nữa con? Em đưa cô có CB bằng CA. Đâu có CB bằng CA. Làm gì có nào, đề bài không cho mà ký hiệu hình học cũng có đâu. Đã có đâu. Nó có góc CIB bằng góc CIA. Vì sao hai góc này bằng nhau, đúng rồi. Rồi, hai góc này bằng nhau vì sao bảo nhật nhỉ? Rồi cũng bằng 90 độ. À đúng rồi, bằng 90 độ đề bài cho vuông góc ở đây này. Bạn Thư để ý vòng thêm một tí nữa con nha. Bằng 90 độ. Nên tam giác nào bằng tam giác nào đây Thế Long nhỉ? Em đưa cô là nên tam giác ACI bằng tam giác BCI. Nhật ơi, nhận xét ACI bằng tam giác BCI đọc đúng chưa? Em đưa cô là đúng rồi cô ạ. Theo trường hợp gì? Em đưa cô là theo trường hợp cạnh góc cạnh. Cạnh góc cạnh rồi.
Rồi trường hợp cặp tam giác thứ hai nào, cô mời bạn Long luôn. Thế tam giác nào? Thế Long bật mic lên, cặp tam giác nào con? Em cho cô là tam giác ADI và tam giác DIB. A, D, I và tam giác B gì? BDI. BDI rồi, có gì con? Có IB bằng IA. Con nêu lộn rồi, nêu ngược rồi, có IA bằng IB. Đang xét tam giác IAD trước mà. IA bằng với IB rồi, có gì nữa? ID là cạnh chung. ID là cạnh chung. Rồi. Rồi. Có gì nữa Góc con? góc DIA bằng góc DIB bằng 90 Con. độ. À rất tốt, đúng rồi, cô đồng ý với con, giỏi, được rồi, con dừng lại. Suy ra tam giác nào bằng tam giác nào đây? DIA bằng DIB. Triệu Nhiên. Suy ra tam giác nào bằng tam giác nào? Con đâu có suy ra tam giác ADI bằng với BDI Rồi, cô hỏi bạn viết như vậy đã đúng chưa? Cô mời bạn Khánh Linh. thưa cô là bạn biết đọc cái gì đúng rồi ạ? À, theo trường hợp nào con? Trường hợp cạnh góc cạnh ạ. Theo trường hợp cạnh góc cạnh rồi. Rồi, rất là tốt, cô cảm ơn. Rồi, cặp tam giác nào nữa không? Còn cặp tam giác nào nữa không? Cô mời An Lộc. Con thưa cô là tam giác ACD A, C, vào D BGC. và tam giác B, D, C. Rồi, con nêu được mấy yếu tố? B, D, B, C hả? Rồi, B, C, D gì cũng được, không quan trọng rồi. Con nêu được mấy yếu tố nào? Cô là bà. Ừ, giỏi, có gì con? Thưa cô là có AC bằng BC. A, C bằng với B, C vì sao nhỉ? Tại vì tam giác AIC bằng BIC. À, cực kỳ giỏi, giỏi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, cô cảm ơn con. Vì tam giác A, CI bằng tam giác BCI, đúng rồi. Có gì nữa? Cô sẽ gọi bạn khác, chắc là An Lộc, chắc chắn là đúng rồi. Có cạnh nào bằng cạnh nào nào? Cô mời Khánh Huyền. Thưa cô là cạnh AD bằng cạnh BD. À, AB bằng BD vì sao? Vì ở tam giác ADI bằng với tam giác BDI. Rất giỏi, ADI bằng tam giác BDI, rất giỏi. Thùy Dương ơi, Dạ. con đồng ý với hai bạn không? Con có ạ. Rồi, còn một yếu tố bằng nhau nữa là gì con? Một yếu tố bằng nhau sâu y gì luôn, cô nghĩ ai cũng phải tìm, ai cũng phải nhìn thấy cơ đấy, không nhìn thấy là có lỗi rồi đấy. DC DC là gì? là cạnh chung mà. Đúng rồi, cái này là dễ nhất, giỏi, là cạnh chung. Rồi, suy ra tam giác nào bằng tam giác nào, con viết cho đúng là xem nào. Con thưa cô suy ra tam giác ADC A, D, C bằng với cả tam giác bằng với cả tam giác BDC ạ. B, D, C theo trường hợp gì con? Theo trường hợp cạnh 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 ạ. À, trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Rồi, Bảo Ngọc ơi, con đồng ý với các bạn không? Em đồng ý ạ. Giỏi, rất là tốt. Cô cảm ơn các con, giỏi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm câu, bạn Triệu Nhiên con bật cam lên, chúng ta sẽ làm câu A trước. Câu A cô mời Thế Long ơi, con sẽ xét cặp tam giác nào đây Long nhỉ? Long sau tắt cam tối, à không phải.
Long ơi, câu A con xét cặp tam giác nào đây? Dạ. Xét tam giác Hello nào con? cô là tam giác. B B A D BAD và tam giác gì con? Thao tác nhanh một tí xíu. và tam giác CAD. CAD rồi. Có gì con? Em thưa cô là hai tam giác này của CD bằng BA. À con nói AB bằng CD đi, con đang nói đến tam giác ABD trước mà, cạnh AB bằng cạnh CD rồi, có gì nữa con? BD bằng CA. BD bằng với CA. Rồi. Có cạnh AB này bằng với CD là theo giả thiết này. Rồi, có cạnh BD bằng với CA cũng theo giả thiết này. Rồi, có gì nữa con? Có gì nữa? Của AD là cạnh chung. AD là cạnh chung, rồi. Rồi, con kết luận tam giác nào bằng tam giác nào nào? Nên tam giác BAD bằng tam giác CAD. Tam giác BAD bằng tam giác CAD theo trường hợp gì con? Theo trường hợp cạnh 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 ạ. À cạnh 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 rồi, cô cảm ơn con. Mới Linh ơi, con nhận xét giúp cô. Bạn làm như vậy câu A đúng chưa? Cô là bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Khánh Huyền ơi, con đồng ý với bạn không? Có. Có, rồi. Phan Thư ơi, con đồng ý không? Em có. Có, các con quan sát đều không kỹ. Các con quan sát không kỹ nhá. Không đúng rồi, không đúng ở chỗ nào đây? Nào, bạn viết như vậy không đúng ở chỗ nào? Lê Thùy Dương. Con thưa cô là cạnh BA phải bằng với cạnh CD ạ. Thì vẫn là BA bằng CD đây rồi. Nhưng mà cái tam giác BAD của bạn viết sai. À sai thì sai, bà phải bằng tam giác nào mới đúng? Tam giác BAD bằng với tam giác CDA. À phải bằng tam giác CDA, bạn viết sai đỉnh đây mà các con không phát hiện ra này. Làm sao mà CAD được? CDA BAD thì phải bằng CDA chứ làm sao lại bằng như thế được? Cô nói rất là nhiều lần chỗ này rồi. Các đỉnh tương ứng phải có cùng thứ tự chứ. Nha, những bạn đang chưa đúng thì rút kinh nghiệm cho cô. Bây giờ câu B nhé, câu B bạn Yến Anh, cô thấy bạn ấy gửi bài rồi. Như vậy là cô vừa mới tắt ghi hình để mà xem đọc qua bài của bạn Yến Anh một cái. Bạn làm rất là tốt, rất là chính xác. Chỉ có một chỗ bạn viết nhầm dấu trừ với dấu bằng, nhưng cô nghĩ là do bạn ấy gõ nhầm chứ không phải bạn ấy sai đâu. Nhưng mà giỏi lắm. Bây giờ cô hỏi nhá, bây giờ cô sẽ đặt tên điểm Y này. Gọi Y là giao điểm của AC với cả BD. Đấy, biết góc AIB bằng 70 độ. Yêu cầu tính các góc của tam giác IAD. Vậy bây giờ cô hỏi là với đề bài cho như thế, con đã tính được số đo của góc nào rồi? Cô gợi ý thì gỡ dần ra nhá. À, cô thấy hai bạn giơ tay đấy. Con tính được số đo của góc nào rồi? Cô mời bạn Bảo Ngọc. Em nói cô là em tính được số đo của góc AID ạ. Đúng rồi, cô hoàn toàn đồng ý với con.
Cô hoàn toàn nhất trí với con. Vậy tính số đo góc AID ta tính như thế nào, dựa vào đâu để tính? Cô hỏi xem Phan Thư con biết không? Làm sao mà tính góc AID, dựa vào tính chất nào? Cô dựa vào tính chất góc bề bù ạ. À giỏi, đúng rồi, tốt quá, chính xác rồi. Hai góc kề bù có tính chất gì? Mời Khánh Linh. Hai góc kề bù có tính chất gì con? Không nhớ quên rồi. Khánh Huyền ơi, hai góc kề bù có tính chất gì con? Cô có từ từ có chính chất ạ. Quên mất rồi. Nào, mời bạn Thùy Dương, hai góc kề bù có tính chất gì con? Vâng thưa cô, hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180 độ ạ. Đúng rồi, nên ta có AIB cộng với gì con? Giỏi. B cộng với I, IAD ạ. Đọc sai đỉnh đấy, IAD là đỉnh A rồi đấy. Sai đỉnh. AIB cộng gì? AID À, cộng với AID, đúng rồi. Rồi, cô cảm ơn con bằng 180 độ. Hai góc kề bù. Thế Long, con tính tiếp cho cô nào. Nên suy ra góc AID bằng gì con? em đưa cô là góc AID bằng 180 độ trừ Ừ. từ Trừ bao nhiêu? 70 độ. À đúng rồi, 70 độ. Cộng với góc AID, con tính giúp cô AID bằng bao nhiêu luôn? AID bằng 110 độ. À, AID bằng 110 độ. Đấy, như vậy chúng ta đã tính được một góc của tam giác IAD rồi, còn hai góc nữa. Đây là góc, hai góc còn lại là hai góc nào đây? Cô mời bạn Khánh Linh. Hai góc còn lại là hai góc nào đây Linh ơi? Không thấy ở đâu. Khánh Huyền ơi, hai góc còn lại chúng ta phải tính là góc nào đây con? Con đưa cô hai góc còn lại là góc DIC. DIC, DIC á? Sao thế? Tam giác IAD mà. Cô mời An Lộc nào, hai góc còn lại chưa tính được số đo là góc nào và góc nào Lộc ơi? Con đưa cô là góc AID và ADI. À, AID và ADI, AID và gì con? Con đọc lại đi, hình như cô ghi sai, còn hai góc còn lại là góc gì? Đưa cô là góc AID và ADI. AID, AID tính được rồi, AID bằng 110 đấy à, con đọc sai đỉnh rồi, cô tưởng cô ghi sai. Góc Là góc AID vừa tính. ADI ADI rồi và góc nào? và góc DAI. À và góc DAI đúng rồi. Nào. Góc IAD. IAD và góc ID A là hai góc chúng ta chưa tính được số đo. Thế bây giờ cô hỏi An Lộc, con nhìn vào mắt thường mà so sánh hai góc này thì con thấy như thế nào? Con quan sát và so sánh hai góc thì con có rút ra dự đoán hai góc này như thế nào? Được cô là hai góc này bằng nhau. Đúng rồi, ta dự đoán hai góc bằng nhau, thật sự hai góc này bằng nhau. Vì sao? Như vậy bạn nào giải thích được vì sao hai góc đó bằng nhau? Một bạn biết. À, bạn Ngọc biết. Đấy. Hai góc đấy vì sao bằng nhau thế bạn Ngọc nhỉ? Em thưa cô, hai góc này bằng nhau vì tam giác. Tam giác nào bằng tam giác nào? Ủa, con tắt mic rồi con lại nói kìa. Em nói cô là hai góc lại bằng nhau vì tam giác ABC.
BD bằng tam giác DCA. Yến Anh ơi, con đồng ý không? Nói cô là em có. À, rất giỏi, chính xác rồi. Giỏi, như vậy hai góc này bằng nhau. ADI bằng DAI. Đấy, mà tổng số đo hai góc này bằng bao nhiêu? Hai góc này có tổng số đo bằng bao nhiêu? Bảo Nhật, con biết hai góc đấy cộng lại là bằng bao nhiêu không? Em được cô là 110 rồi. Wow. Sao tổng số đo hai góc đấy cộng lại bằng 110 được? Học không chú ý, đói bụng rồi không chú ý sao ấy? Tổng số đo của hai góc đó bằng bao nhiêu? Mời An Lộc. Được cô bằng 70 độ. À đúng rồi, ta dựa vào đâu để suy ra hai góc đấy có tổng số đo bằng 70? Tại vì ta có góc AID bằng 110 độ. Câu hỏi là dựa vào định lý nào? Tổng số đo và góc trong một tính ra. Bảo Nhật ơi, con hiểu chưa? Dạ rồi cô ạ. À đấy, như vậy thì suy ra mỗi góc bằng bao nhiêu Nhật? Em có vừa gặp bóng bành nữa. Sao mỗi góc À, cho roi bây giờ mỗi góc bằng bao nhiêu? Không biết luôn, hư thật nhở. Suy ra mỗi góc bằng bao nhiêu Phan Thư nhở? Thư ơi, không thấy gọi đâu. Hai góc bằng nhau. An em Lộc thưa ơi, cô, hai góc. mỗi góc là 35 độ. Ừ đúng rồi, sao Thư thao tác mở mic lâu thế? Chính xác rồi, hai góc bằng nhau mà tổng của chúng bằng 70 thì mỗi góc bằng 35 độ. Đồng chí Nhật ơi, đồng chí có hiểu không? Dạ rồi cô ạ. À rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày nhá. Rồi, như vậy ta định đến bắt đầu đến đoạn AID bằng 110 độ rồi. Đấy. Tiếp theo suy ra gì đây? Mời Bảo Ngọc nào trình bày tiếp giúp cô. Ta có góc Em cô là AID cộng với góc nào con? theo góc AID Cộng cộng với với Y. góc IAD Đúng rồi, cộng với. cộng với góc IDA bằng 180 độ. À, bằng 180 độ. Định lý tổng ba góc của tam giác. Rồi. Ta thay số vào đi, 110 cộng với Cộng IAD. 35 Ơ, đâu đã có à 35, bây quên giờ đang tính mà. IAD À, cộng với cộng I IAD. Cộng với IDA I bằng 180 độ đúng nào? Vâng. Rồi, suy ra góc IAD bằng cộng với góc IDA bằng bao nhiêu con? Bằng 180 độ trừ 110 Bằng độ. 70 luôn đúng không nào? Ta cho bằng 70 luôn Vâng. nhá. Rồi, mà Vâng. hai góc này như thế nào? Mà hai góc này bằng nhau nên À suy ra IAD bằng IDA và bằng 70 độ trên à 2 và rồi bằng 35 độ. rồi cô hỏi vì sao hai góc này bằng nhau, con nhắc lại cho cô mời Khánh Huyền, vì sao góc IAD lại bằng góc IDA? Mở mic lên con. Là vì bằng 180 độ. Không phải, thế con không theo dõi bài. Vì sao hai góc đấy bằng nhau, con nhìn lên đề bài xem, con nhìn lên bài làm của chúng ta xem. Vì sao hai góc đấy bằng nhau, vừa nãy giảng rồi đấy, chắc là quên rồi. Vì sao hai góc đấy bằng nhau? Cô mời bạn Linh nào. Góc kỳ vù ạ. Không phải, hai góc cây bù làm sao bằng nhau? Nhật ơi, vì sao hai góc đấy bằng nhau con? Em là cô là đình băng đình Thế thì sai rồi, Nhật không chú ý vào bài rồi nhá. Thư Nhật nhá, muốn roi vào rồi đấy, mời Phan Thư nào.
Em thưa cô là vì tam giác BAD bằng tam giác CDA. Đấy, có rồi mà, vừa nãy bạn cũng nói rồi mà. BAD bằng tam giác CDA. Đấy, ở câu A. Nhật ơi, con hiểu chưa? Dạ rồi cô ạ. Rồi, nên mỗi góc bằng bao nhiêu đây? Cô mời Thế Long. Nên IAD bằng IDA bằng bao nhiêu độ Thế Long ơi? Em Thế Long bằng bao nhiêu? Long. Mấy kệ để làm dạ bằng bao nhiêu? bằng 72 ba 35 độ. À, bằng 70 độ chia cho 2 bằng 35 độ. Đấy. Vậy ba góc của tam giác AID là có một góc là bằng bao nhiêu độ đây? Mời bạn Khánh Huyền. Không được góc là 35 độ. À, một góc 35 độ à? Hai góc bằng 35 độ chứ. Hai góc bằng 35 độ và góc còn lại là bằng bao nhiêu? Góc còn lại là 110 độ. À, là 110 độ. Như vậy, sáng hôm nay chúng ta được ôn lại về trường hợp bằng nhau thứ nhất và trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác. À, nhắc lại cho cô trường hợp bằng nhau thứ nhất, mời bạn Thế Long nào. Long ơi, phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất, con bật mic lên. Nhanh con. Ủa, Em sao thưa tắt? Ừ, nhanh con. trường hợp bằng nhau thứ nhất là Ừ, hay chưa? Hay chưa? Nào, thế thì cô nhờ bạn khác đi không có trưa mất. Cô mời Khánh Linh nào. cô trường học hơi bằng nhau thứ nhất là cạnh 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 á. Ừ, phát biểu cho cô như thế nào? Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Ừ, rồi trường hợp bằng nhau thứ hai nào, rất giỏi. Mời bạn Thư ơi, trường hợp bằng nhau thứ hai nào. Chưa được rồi, thế cô mời bạn khác đi. Trường hợp bằng nhau thứ hai mời Bảo Nhật nhá. Em có thương hợp từ ngay là cạnh góc cạnh Ừ, của ạ. thứ hai. Ở cạnh góc cạnh là gì con nhỉ? Em có là nếu hai cạnh góc trên giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc trên giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Ừ, Bảo Ngọc ơi, con đồng ý không? Em yêu cô là em có ạ. À rồi, những bạn khác các con về nhà con phải học thật kỹ hai trường hợp này bằng nhau, hai trường hợp bằng nhau này giúp cô nhá. Còn bây giờ thì muộn rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Cô đẩy video bài tập lên nhóm sau. Cô chào các bạn và cô cảm ơn các con. Sớm nay các con đã học rất là tốt.